Thank you.
Rồi, ok các bạn ơi, thì mình chủ yếu là mình độ chế cho các bạn coi thôi. Còn cái vụ mà chạy thì mình hồi trước giờ là mình chưa có chạy xì bo, thì các bạn thông cảm cái vụ mà không biết cách chạy của mình nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.